Tôi có một đứa bạn, nó crush một anh cùng công ty. Anh ấy khi đi mua cà phê cho team thì mua tặng cho cả bác bảo vệ. Mình nó biết và âm thầm crush. Và sau đó thì con bé cũng hay mua cà phê mời mọi người. Nó hy vọng rằng có một ngày được ăn kia mời riêng cho một cốc. Một câu chuyện tình đậm vị cà phê in của thế kỷ 21. Một đứa bạn khác của tôi thì crush một cô gái có nụ cười thần thánh. Có lần cô post ảnh đi ăn, trong ảnh cô cười hồn nhiên và toát ra cái vẻ đẹp ở mức độ hoàn hảo đến điên đảo. Tuy nhiên thì bạn bè cô lại chê cô béo và khuyên cô ăn ít đi. Cô có vẻ chịu chịu và nói rằng từ giờ sẽ không đi ăn nữa. Giật mình, thằng bạn tôi thu hết can đảm nhảy vào comment rằng thế giới này xấu xa bỏ mẹ, không đáng để cô hy sinh như vậy. Hãy cứ ăn uống thoải mái và cười hết mình đi. Và tất nhiên thì chuyện cũng chả đi đến đâu. Cuộc đời đã xấu xa lại còn bất chắc, người dũng cảm thì thường thiệt thòi. Và thằng bạn tôi tới giờ vẫn còn ngơ ngác. Một lần tôi ngồi tâm sự với một cô gái về mối liên hệ giữa thuyết tương đối và thuyết lượng tử, cũng như là hệ quả tới nhân tình thế thái. Tôi giải thích cho cô ấy thế nào là cấu trúc không gian và cách chúng chồng lấp lên nhau để tạo nên sự vật và hiện tượng. Tuy gật đầu liên tục, nhưng mà tôi nghĩ cô ấy hiểu theo khía cạnh văn học nhiều hơn là khía cạnh vật lý. Cuối buổi, tôi tóm tắt một câu đại ý rằng những nguyên tử trong người tôi và những nguyên tử trong người cô ấy từng là một. Những nguyên tử của tôi từng ở bên những nguyên tử của cô ấy, và qua nghìn vạn năm thì chúng đã gặp lại nhau. Tôi và cô ấy chính là những bụi sao trời. Có những vì sao tử tế đã tự phát nổ để có chúng tôi ngày hôm ấy bên nhau. Kiểu kiểu như thế, nhưng mà lâm ly bi đát hơn. Kiểu câu chuyện tình 13,6 tỷ năm, anh đã bên em từ giây phút đầu tiên của cuộc sống. Cô ấy có vẻ cũng xúc động. Cô cười như trẻ lên ba. Mối quan hệ của chúng tôi sau nụ cười đó cũng thay đổi. Buồn một nỗi là nó còn thay đổi lần nữa. Theo thời gian thì tôi dần yếu đi. Tôi không còn duy trì được khả năng biến cô ấy thành trẻ lên ba. Sự hồn nhiên đã không còn, và sự nghi ngờ thì dâng cao. Mọi thứ dần đi mất. Có thứ tình cảm gọi là tình cảm gió mùa, kiểu như ám ảnh, bạn mơ mộng và tưởng tượng. Rồi đến một lúc nào đó thì bạn sợ hãi. Sợ hãi chính là anh em sinh đôi của tưởng tượng. Tuy nhiên thì bạn không thể nào ngừng tưởng tượng. Và tất nhiên, và bạn cũng chả thể nào ngừng sợ hãi được. Tuổi 20 đã qua, và sợ hãi đã trở thành bản năng. Ở cái tuổi 25 rồi, thì còn mấy người là không biết sợ là gì đâu. Một đứa em của tôi crush một cô bé cùng câu lạc bộ. Đứa em tôi thì cũng thuộc loại thoải mái, đi học, đi làm, về là đá bóng hoặc là chơi điện tử đến hết ngày. Về sau nó kể rằng con bé kia hay lượn trước chỗ nó ngồi và hỏi nó: hôm nay cậu có vui không? Cậu có vui không? Là một câu hỏi kinh điển. Thằng em tôi phải lao lực suy tư rất nhiều để có câu trả lời. Và lúc mà nó biết bản thân có vui hay không thì cũng là lúc mà nó thích con bé kia. Thế là à lê hấp, có bao nhiêu tiền, thằng bé đều mua đồ tặng con bé. Cả hai bên có vui cho đến khi con bé công khai yêu một thằng khóa trên. Tôi hỏi là giờ muốn đi đập thằng kia hay là muốn đi nói chuyện, thì nó chọn cái sau. Thằng bé khóc ngắn khóc dài. Tôi bảo rằng cái câu cậu có vui không ấy cực kỳ độc với thằng bé. Nó gây hoang mang, nó gây thương nhớ. Thằng bé thì bình thản hay cười, nên cũng chả ai hỏi nó có vui hay không. Chẳng ai biết những câu chuyện đằng sau cái vẻ ngoài ấy. Nó đã hy vọng rất nhiều, và nó đã hy vọng lầm người. Tôi nghĩ rằng thích ai đó là một sự vay mượn cảm xúc. Có bao nhiêu niềm vui đi trước thì sẽ đủ bấy nhiêu buồn tủi đi theo sau. Mơ mộng rồi chán nản, hy vọng rồi thất vọng, tin tưởng rồi hối tiếc. Đó là những cảm xúc lấy cắp từ chính bản thân, và rồi phải trả đủ. Và nếu may mắn đi đến được một mối quan hệ thì đó là chuyện khác, một chuyện rất khác. Nhưng phần nhiều thì là không. May mắn là một thứ gì đó kỳ diệu. Kỳ diệu đến nỗi mà tôi đặt nó nằm ngoài phạm vi phán xét của bản thân. Giống như tôn giáo, mọi thứ vay mượn đều phải trả. Chỉ trừ một thứ, đó là niềm tin. Khi ta tin và dũng cảm trao đi cái có vui không của bản thân, ta sẵn sàng. Sẵn sàng để sống, để vui và buồn trong trọn vẹn ý nghĩa của nó, để hiểu và trở thành con người mà ta muốn. Khi mà ta thích một người,
thì có phải là ta thích những cái tố chất của họ mà ta không có hay không? Những thứ tốt đẹp hơn mà ta nhìn vào. Ta hy vọng rằng ta cũng có thể được như thế. Và ta mong đợi họ sẽ nâng đỡ ta, sẽ tin tưởng ta trên hành trình ấy. Một hành trình dài, và đôi khi là ta đi lạc. Cũng chỉ đôi khi thôi, nhưng không phải là ai cũng đủ quyết tâm và mạnh mẽ như vậy. Mùa đông sắp đến, mẹ tôi nhắc tôi mặc thêm áo. Tôi nhớ cái áo của mẹ tôi. Hồi bé, tôi bao giờ cũng phải chạm vào áo của mẹ tôi thì mới yên tâm ngủ được. Sau rồi ngủ riêng, bao giờ tôi cũng phải chạm tay vào tường. Tôi không sợ ma quỷ, tôi chỉ sợ biến mất. Tôi sợ sự vô nghĩa. Mẹ tôi theo đạo Phật. Mẹ tôi hay nói về những số phận và nghiệp. Tôi tin vào điều đó. Với tôi, nghiệp chính là con đường để đi đến sự tốt đẹp của mỗi người. Bạn phải dũng cảm để trở nên tốt đẹp. Nếu bạn quý mến ai vì sự tốt đẹp của họ, thì hãy đến bên họ và thổ lộ lòng mình. Nếu họ không thể giúp bạn, thì cũng đừng quá buồn. Khi mà bạn không thể có điều gì, thì hãy trở thành chính điều đó. Nếu bạn thích ai vì nụ cười, lòng tốt và sự tin tưởng của họ, thì hãy cười, đối xử tốt với mọi người và học cách tin tưởng. Tôi không chắc là bạn sẽ vui, nhưng mà tôi tin rằng bạn sẽ tìm được một vài ý nghĩa trong cuộc sống này. Tất cả chúng ta đều là bụi sao trời, đến rồi lại đi, chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Trăm nghìn vạn năm mới có cái duyên gặp gỡ, thì tại sao mà không tử tế và thật lòng với nhau? Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.